có thêm chiến binh Hamas đầu hàng, Israel có thể tha lãnh đạo Hamas để đổi lấy con tin. IDF ban bố lệnh truy nã, thưởng tiền cho bất cứ ai khai báo vị trí của lãnh đạo Hamas. Những lực lượng Houthi tự xưng hải quân Yemen bắn tên lửa răng đe tàu thương mại ở Biển Đỏ. Ông Joe Afghelin nói với Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Sullivan rằng chiến tranh Israel sẽ có thể cần nhiều tháng. Đồng minh Israel bắt phần tử khủng bố, trừng phạt quân đội IRGC của Iran chào mừng quý vị đã trở lại với các cập nhật mới nhất về cuộc chiến tranh chống khủng bố hamas của israel trên trillium reports tôi là tony và sau đây mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết Đến chiều ngày hoạt động thứ 69, xung quanh bệnh viện Kamal Adwan, lữ đoàn 460 thuộc sư đoàn 162 của IDF đã phối hợp cùng cơ quan tình báo nội địa Sinbad để bắt giữ khoảng 70 chiến binh Hamas đầu hàng. Đoạn ghi hình quá trình đầu hàng cho thấy IDF đã chỉ đạo các chiến binh rút bỏ quân phục hoặc y phục người trang làm thường dân và giao nộp toàn bộ vũ khí cũng như các tài sản chiến tranh khác. Cơ quan tình báo nội địa Sinbad đã đảm nhận vai trò chuyên chở nhóm chiến binh đầu hàng đến một địa điểm bảo mật để bắt đầu tiến trình thẩm tra. Theo thông tin từ ADF, thì bệnh viện Kamal Adwan nằm bên trong khu vực Beit Lahaya thuộc thành phố Gaza ở phía Bắc. Đây cũng là một trong những trụ sở chiến tranh của Hamas, khi mà trước đó đã có thông báo rằng Hamas đã đánh cắp nguồn cung dầu của bệnh viện Kamal Adwan để vận hành đường hầm của mình. Trong khi tổ chức Liên Hợp Quốc trước đó đã cảnh báo rằng nguồn cung dầu cho các hoạt động của các bệnh viện khắp giải Gaza đang ở mức báo động và sẽ cạn kiệt nếu Israel không cho phép dầu được vận chuyển vào cửa khẩu Rafah. Nguồn dầu tại bệnh viện Kamal Adwan lại vẫn luôn chảy đều đặn giúp hamas có thể tự do hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ hiện tại idf vẫn chưa có bình luận cụ thể về khả năng liên hợp quốc đã biết trước hamas có mặt tại bệnh viện này trước khi ban hành khiếu nại khẩn cấp đòi hỏi israel phải cho phép dầu được vận chuyển đến các bệnh viện những đoạn ghi hình cho thấy hàng trăm chiến binh hamas lần lượt đầu hàng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của idf tại các tâm chấn phía bắc là chapelaya cùng sechaya cũng đã được lan truyền rộng rãi Mặc dù phía ADF từng nói rằng sẽ hạn chế những hình ảnh nhạy cảm, cho thấy các chiến binh này trút bỏ quân phục và giao nộp vũ khí, những hình ảnh này cho đến nay nhìn chung vẫn được tự do chia sẻ. Các chỉ huy an ninh Israel CIS vừa qua đã đề xuất với nội các chiến tranh của chính phủ Netanyahu về một thỏa thuận cho phép trục xuất lãnh đạo Hamas cùng với các tù nhân an ninh Palestine để đổi lấy toàn bộ hơn 130 con tin còn sót lại. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn chưa được công khai cân nhắc. Israel vào ngày thứ Tư cũng đã thông báo muốn Ai Cập đảm nhận vai trò thương lượng cho một thỏa thuận con tin mới, với các chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Trong ngày chiến tranh thứ 69, IDF cũng đã thả tờ rơi với giá treo thưởng đi từ thấp nhất đến cao nhất dành cho các lãnh đạo của Hamas, với thủ lĩnh Yaksha Sinwa đứng đầu ở mức thưởng 400.000 đô la. Các thành viên bằng lãnh đạo khác, bao gồm Mohamed Jeff, đã được liệt kê với mức tiền thưởng 100.000 đô la, đi cùng là Rafa Salama, chỉ huy lữ đoàn Khan Yunis, ở mức 200.000 đô la và 300.000 đô la cho em trai của thủ lĩnh Yakhya Sinwa là Muhammad Sinwa. Thủ lĩnh Yakhya Sinwa được báo cáo đã âm thầm tẩu thoát về phía nam theo đoàn người sơ tán dưới lệnh nhân đạo cho phép Sinwa đi từ phía bắc tại thành phố Gaza đến phía nam Khan Yunis. Các phần tử Hamas đầu hàng trong những ngày qua tại khu vực Jabalaya và Shaya ở phía bắc đã khai báo rằng các lãnh đạo Hamas đã có thái độ không muốn thừa nhận tình hình thực tế tại các tầm chấn, nơi mà IDF vẫn đang từng ngày vô hiệu hóa thêm đường hầm tiêu diệt các phần tử khủng bố đơn độc và giành quyền kiểm soát trên diện rộng các chiến binh hamas đầu hàng cũng thừa nhận đã có những rạn nứt ngày một rõ rệt hơn trong quân ngũ của hamas xuyên suốt quá trình chiến đấu với israel hiện tại idf khẳng định các hoạt động chiến dịch vẫn đang ở cường độ cao và đang tập trung truy sát các lãnh đạo chủ chốt của hamas ở khan yunis với dự kiến sẽ ép buộc các lãnh đạo này xuất đầu lộ diện sớm nhất vào cuối tuần trước mùa lễ giáng sinh Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị. Đến chiều ngày chiến tranh thứ 69, thông tấn Reuters cho biết một tàu chở hàng ngoài eo biển Bab El Mandab gần Yemen đã thông báo với tổ chức hoạt động thương mại hàng hải Anh quốc là UKMTO rằng họ đã bị đe dọa bởi một nhóm tự xưng là hải quân Yemen nhóm này đã răng đe tàu chở hàng bằng cách bắn tên lửa thẳng xuống biển, gây ra một tiếng nổ lớn. Nhóm người tự xưng là Hải quân Yemen đã yêu cầu tàu chở hàng thuộc quần đảo Marshall cùng phi hành đoàn người Hồng Kông phải chuyển hướng của tàu này đến Yemen. Một đại diện của công ty an ninh hàng hải Anh Quốc đã thông báo tổ chức này tin rằng nhóm Hải quân Yemen trong vụ việc là phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Hiện tại vẫn chưa rõ tàu chở hàng này đã chuyên chở những mặt hàng nào là mục tiêu cụ thể của nhóm bị nghi ngờ là Houthi. Tuy nhiên, cả tổ chức UKMTO và công ty an ninh hàng hải Amri đều đã nhập cuộc để điều tra nguyên nhân đằng sau yêu cầu chuyển hướng tàu chở hàng đến Yemen của nhóm này. Trong cuộc họp báo vào sáng thứ Tư, giữa Bộ trưởng Quốc phòng Joe Afghalin và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là Jake Sullivan, ông Joe Afghalin cho biết chiến tranh tại dạy Gaza sẽ có thể kéo dài trong nhiều tháng, trong khi ông Jake Sullivan đã yêu cầu Israel phải chuyển sang giai đoạn bình ổn cường độ chiến đấu cho phép cường độ và tốc độ chiến đấu chậm lại để đặt ưu tiên bảo vệ người gaza lên hàng đầu mặc dù hai bên vẫn giữ vững sự đồng thuận rằng hamas phải bị tiêu diệt các áp lực lên chính quyền biden từ khối cử tri ủng hộ palestine có thể nói đang ngày một khóa chặt chính quyền này vào tư thế không thể bày tỏ sự ủng hộ israel trọn vẹn cũng như phải luôn đưa ưu tiên sinh tồn của gaza lên hàng đầu thay vì các hoạt động diệt trừ hamas triệt để một số chuyên gia israel bao gồm cựu viên chức tình báo nội địa Bet là gonen ben đã bày tỏ một tư thế gần giống với cố vấn an ninh Jack Sullivan về một chiến trận với cường độ chiến đấu bình ổn. Theo đó, tạm thời chuyển một ít trọng lượng của ưu tiên truy sát tận gốc Hamas sang cho ưu tiên giải cứu con tin thông qua một thỏa thuận tráo đổi mới trong thời gian sớm nhất. Ông Conan Ben Isaac tin rằng Israel có trách nhiệm và nên chủ động đưa ra một thỏa thuận con tin mới với các điều khoản đáp ứng nhu cầu của các gia đình của con tin, cho phép toàn bộ con tin được thả, sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ diệt trừ Hamas với các thông tin tình báo mới nhất được cung cấp bởi các tù nhân Hamas đầu hàng cũng như các hoạt động tình báo thực địa. Nói cách khác, Israel sẽ có thể có nhiều thời gian và khả năng tiêu diệt Hamas cao hơn một khi toàn bộ con tin đã an toàn trở về. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự khác lại nhận định rằng việc giảm tốc độ sẽ chỉ có thể giúp Hamas có thêm thời gian để tái cơ cấu hoặc cho phép các lãnh đạo Hamas chuyển đến một nơi an toàn mới, đặc biệt là tại các trung tâm nhân đạo về phía Nam, theo đó gia tăng sự khó khăn trong việc tiếp cận các lãnh đạo này bằng các hình thức tấn công thông thường như không kích bị kích và phục kích trên bộ. Nhìn chung, Bộ trưởng Quốc phòng Joaf Kalin đã khẳng định rằng ước tính vài tháng kéo dài trong kế hoạch chiến tranh được nhắc đến tại cuộc hội đàm với ông Jack Sullivan là giai đoạn chống nổi dậy chứ không phải nỗ lực chiếm giữ giải Gaza của Israel như những cáo buộc của phía thần Palestine. Điều này tái khẳng định ý muốn rời khỏi giải Gaza của Israel, cũng như làm rõ Israel chỉ đang hướng đến hai trong số các mục tiêu quan trọng nhất hậu chiến tranh. Một là tận dụng thời gian để ổn định hóa khu vực, và hai là tiêu diệt các phần tử nổi dậy một cách triệt để. Trong khi Israel đang tiếp tục truy sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas ở các tâm chấn của Gaza, thì các đồng minh của Israel là Anh Quốc, Đức và Đan Mạch cũng đã ban hành những hành động ngăn chặn khủng bố rõ ràng hơn. Nước Anh vừa qua cho biết đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào bảy cá nhân quan trọng của chính quyền này, bao gồm người đứng đầu lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Tehran. Ngoại trưởng David Cameron chia sẻ, Thái độ của chính quyền Hồi giáo Iran đã tạo ra một mối đe dọa không thể làm ngơ dành cho Vương quốc Anh cùng các đối tác của mình. Hiện tại, các biện pháp trừng phạt bao gồm việc hạn chế du lịch, cũng như đóng băng tài sản dành cho lãnh đạo Esmail Khoani, người đứng đầu của lực lượng tinh nhờ Akuts, một lực lượng được cho là đã tham gia huấn luyện cho nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn như Hezbollah và cả Hamas. Ngoài Anh quốc, thì cơ quan tình báo Đan Mạch, Cùng cảnh sát Copenhagen vừa qua cũng đã tiến hành bắt giữ một số nghi phạm với các nỗ lực khủng bố bị tình nghi liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh tại giải Gaza. Các viên chức Israel cho biết, nghi phạm đã hành động trên danh nghĩa của Hamas và đã nhắm mục tiêu vào cư dân châu Âu. Trước các mối đe dọa gia tăng dành cho cộng đồng gốc Do Thái trên toàn quốc, Đan Mạch đã điều động quân đội nước này bảo vệ các tài sản công và tư của người Do Thái, bao gồm Đại sứ quán Israel và nhà thờ Do Thái ở Copenhagen. Đến chiều ngày chiến tranh thứ 69, cảnh sát Rotterdam của Đức cũng đã thành công bắt giữ bốn nghi phạm khủng bố có liên quan đến Hamas, với các nghi phạm đã bị cảnh sát bắt ở những địa điểm khác nhau, đi từ Berlin đến Netherlands. Theo phía công tố viên của Đức, thì các nghi phạm đều được xác định là những thành viên lâu năm của Hamas và có mối liên hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo quân đội của nước này. Một điểm chung đáng lưu ý của các cuộc tấn công này đó là khẳng định rằng các mối đe dọa hay các dấu hiệu từ những mối đe dọa này dành cho cộng đồng người Do Thái bên ngoài lãnh thổ Israel đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua, với các phần tử khủng bố cực đoan được hiểu là các đơn vị ngủ yên của Hamas trên khắp thế giới đang trỗi dậy từng ngày để tiến hành các hoạt động khủng bố đơn độc nhằm vào cư dân Israel cũng như các cộng đồng ủng hộ người Do Thái toàn cầu. Thông tin này cũng đã khép lại phần tin tức đặc biệt hôm nay. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đặc biệt kế tiếp.